Sa Khê cổ trấn một bối cảnh quan trọng trong bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Đi đến nơi có gió. Bộ phim thuộc thể loại chữa lành kể về hành trình của những con người tìm kiếm sự bình yên và cân bằng sau những biến cố cuộc sống. Vẻ đẹp bình dị của Sa Khê cổ trấn đã được khai thác một cách khéo léo, trở thành một phần không thể thiếu của câu chuyện. Trong phim, thị trấn nhỏ này hiện lên với những con đường lát đá cổ kính, những ngôi nhà gỗ mộc mạc và nhịp sống chậm rãi. Đây chính là nơi mà nhân vật chính Hứa Hồng Đậu, do Lưu Diệc Phi thủ vai, tìm đến sau những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Vẻ thanh bình, yên tĩnh của Sa Khê cổ trấn không chỉ giúp nhân vật chữa lành tâm hồn mà còn tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng cho những câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự tái sinh cảm xúc. Khung cảnh tự nhiên của Sa Khê cổ trấn với những ngọn núi, cánh đồng và dòng sông hiền hòa góp phần mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng cho khán giả. Sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, những cuộc trò chuyện chân thật, giản dị diễn ra trong khung cảnh thơ mộng này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho phim. Chính vẻ đẹp bình yên và không gian sống gần gũi với thiên nhiên của Sa Khê cổ trấn đã khiến Đi đến nơi có gió trở thành một bộ phim chữa lành được khán giả yêu thích.